Ngoài sản xuất và bán dép thì bên mình còn bán luôn cả đế mọi người nhé. Cùng theo chân mình để xem cái đế của bên mình như thế nào. Let's go. Hello, xin chào mọi người. Bên trái thì những toa hàng mà bên mình đóng sẵn rồi, chờ giao đi thôi. Đế này. Đây, đế. Đế xếp ra. Đế xếp ra rất là nhiều để khi nào mà có khách gọi thì bên mình sẽ giao. Nói chung là hàng lúc nào cũng sẵn. Sẵn nhiều lắm, nhìn vậy thôi chứ cũng khoảng mấy nghìn hàng đó. Còn bên này là hàng giật nút. Cũng trữ rất là nhiều. Nguyên vật liệu nhập về cực kỳ nhiều. Xếp cực kỳ là nhiều luôn. Bánh mì thì bên mình là hàng giật nút mọi người nhé. Ai cần xỉ thì cứ liên hệ Zalo ở bên mình thì bên mình sẽ giao hàng. Hàng sản xuất liên tục, rất là nhiều luôn. Hôm nay là ngày nghỉ đấy. Mọi người thấy đóng đế không? Xếp nhiều lắm. Chứa rất là nhiều luôn. Bên mình sản xuất là liên tục. Cái tốc độ của đế quốc như thế này thì nó giống với hàng PU nhưng mà không phải, nó là PVC. Tức là đế chưa thành phẩm nên ra màu xanh xanh như thế này và phải qua công đoạn sơn nữa. Thì công đoạn sơn mình sẽ giới thiệu cho các bạn ở cái video sau nhé. Hàng rất nhiều luôn. Quá trời đấy. Ok, cảm ơn các khách hàng đã ủng hộ xưởng dép Nguyễn Như Anh. Mọi người đặt hàng xỉ đế và dép thì cứ liên hệ vào Zalo. Em Anh sẽ giao cho mọi người với tốc độ nhanh nhất. Cảm ơn ạ.